Chết nạn rồi. Đừng đứng lên cho tao. Đây. Không. Chết nạn rồi. Tao không nổ bom. Bom gì đấy ca? Bom giọt xuống. Đi ăn. Rồi, ngươi ném đi. Ném cái gì? Cắn cái đầu này rút chốt xong rồi ném nó. Vâng. Ê, ngươi chết rồi ta. Ta có chút. Chết rồi, chết rồi đại ca. Nhanh nhanh nhanh. Chết chết. Hacker Tuấn. Qua thằng Na Tuấn. Nó lừa em một cú. Khá đau ấy, hacker ạ. Sao? Hôm qua hôm nọ em hack cái kênh YouTube của nó. Em bắt nó phải dạy em 100 triệu để em dạy lại kênh YouTube của nó. Ai ngờ nó lại lừa em cú quá đau hay cừ ạ. Rồi nó lại đánh em nữa. Nó lừa mày cái gì? Em dặn YouTube cho nó rồi. Nó đưa tiền em. Nên nó cầm súng. Nó dọa em. Em phải dặn tiền lại cho nó. Đau quá cừ ạ. Nó lại đánh em nữa. Thằng này. Tới lúc nó nhập khẩu súng được. Chỉ lên nước ngoài này. Hồng cuồng quá. Đúng rồi. Tại cả không biết sợ ai là gì. Ôi rồi. Hôm nay ta cho ngươi một khẩu súng. Súng gì đấy đại ca? Súng bắn nhau, súng gì? À, gặp nó bắn. Nhưng bắn cái gì đại ca? Đây nhá. Vâng ạ. Đây nhá. Đây là gì ạ? Đây là rút cò. À vâng ạ. À, em thử xem mà. Rồi. Đầu tiên, rút cò đúng không đại ca? Đúng rồi. Bắn đúng không? Em nhận. Bắn. Được đó, em biết sử dụng rồi. Được chưa? Được. Đi xem luôn đi. Vâng. Gặp sao bắn. Thấy không? Vâng. Thằng này em gặp em bắn không? Chết rồi. Đúng rồi. Nhưng mà không biết em chết hay nó chết cả. Đi đi. Chân à. Mãi thằng Na Tuấn dám dán dính chân mình và nó hãy cho chúng được. Sao mày bị ăn đạn rồi? Sao mày bị ăn đạn? Tên là Tuấn. Tên là Tuấn nó vào địa bàn mình rồi. Quá trò cái súng mà không làm gì. Em bắn nhưng mà súng nó to súng em. Nó giờ đang ở đâu? Nó ở ngoài kia kìa. Đi. Ừ. Ừ. Đây đại ca. Hacker chủ à. Chết thế nào. Đại ca.
Nó lại đến đây rồi, người chỉ ra tận ông kia. Nhanh quá hả? Căn trộm đà. Tao không nổ bom. Bom gì đấy ca? Bom giọt xuống. Đừng ăn. Đâu, ngươi ném đi. Ném cái gì? Cắn cái đầu này rút chốt xong rồi ném nó. Vâng. Ê, ngươi chết rồi ta. Ta, cô chú. Tôi chết rồi, chết rồi đại ca. Nhanh nhanh nhanh. Chết chết. Mẹ của nó.